Xin chào anh em nha anh em. Hôm nay Phép đang ở Kiên Lương, ở cửa hàng trên anh em. Lên đây cập nhật dạy xe trên này cho anh em. Ai có nhu cầu điện cho Phép nha anh em. Đẹp khu chờ FI 835. Elizabeth FI Winner. $24,000 nè, Alex. Xe zin đó nè. Đi ngon lắm. 24 triệu giờ thì nó cũng có chỉ bằng cái con xe Civic mới thôi. Nhưng mà mình đi chiếc Tayga nó sang hơn, hẳn Honda nữa. Đây chỉ có mấy chiếc kia thôi anh em. Hôm ngày bán không chống bớt. GC đẹp. Quay 9,5 triệu nè anh em. Máy im lắm à. Honda đàng hoàng nha. Chín triệu rưỡi. Su Revo. Revo 10 triệu nè. Áo dán keo quá. Kiên Lương vắng xe quá nè. Địa chỉ tiệm trên nè anh xem. Đối diện Yamaha Đại Lợi nè. Phố ngã ba thị trấn Kiên Lương. Rồi nhé anh em nào có nhu cầu xe gì đó alo cho Phép 0948669949. Giá Phép để ngủ nghỉ cho anh em bên kênh Phép xài. Rồi Phép chào anh em ạ.